Bạn xem chương trình số Premier Sva Kum Sa chỉ tham gia kênh channel Vietna Kun Khmer. Thằng này đại channel dùng nhóm xem nom Premier mà tạm đàn stop nấu riêng rau tham gia chia bản tỏ tiết. Cứ bẻ pon chia muối nâng vị sai cái lạp đại Kun Khmer. Để channel này bây cùng ở hạt bề yếu của xem tạm đàn nâng sinh đáp đối tỏ từ. Hơi muốn được tạm đàn stop person mà mình chỉ cả bình chất. Complete cho bị chiếu rồi có bị subscribe mà nẹ mùi phóng. Đảm bây từ tuổi bàn nộp bộ mình tham gia chia bản tỏ tiết. Xem rạp ạ tập bọt nộp bên này khi mà xong thua ca chìm rịp chún. Premier nâu sẽ rương chùm nuôn bí sẽ rương, đài sẽ rương tìm muối. Cứ bẹp bọn chìm muối nâng kì là có giam bị bàn chèm mát. Nơi tầm miên mà hai chạy ta ổng ruôn sang viên cùn khmái đòi khơi kì là có bí rụp ní, chìa đài cù bần tọp. Ai sẽ rương tìm bí cứ bẹp bọn chìm muối nâng ai đòm hôn mà nát. Thơ ca bằng hoa nâu ca chúc chế rồi bỏ cái là có thôn phần đất bẹ bọn chìm mùi nâng ca lên sai cơ bát khá rồi báo bà nơi chọc chung tìm mùi này chọc đăng rừng rao dạng na nó dương từ tạm đàn sạch đạp tầng ọc này à lâu ní dương châu sạch rừng tìm mùi sân cứ bẹ bọn chìm mùi nâng cái là có giam mì bèn chè mẹc cái là có giam mì bèn chè mẹc bông bôn và hai chìa school hỏi bà xăm mỹ nâu tầm miên mà hãy chạy ta ăn ruôn sang viên cùn khó máy đời khơi bì rụm ní chế đại cư bình tộp. Kể là có bà đà thay xăm mỹ đài một bà cuốt nâu tực đầy khó máy bàm đón khôn nông dạy bìa bày khai trong cõi nâu tầm miên mà hãy chạy ta một bà cuốt nâu sang viên cùn khó máy tiết bà thuốc bây chìa mình bênh chất nâng lọt tập hòa trong cõi đài chanh kể là có thương thị ra. Các bí thí ngay sau thì đọc bàm bày khai mỹ ní cân lòng tuần ní. Kể là có thay giam mỹ trâu bàn chào cớm cắt xích đây ở tranh bình tụ nhẹ lên cùng không ai thương thì ra bằng tốt bị to su khní giang sạch xoan bình bàm tật là tập hòa nú rút kế mình bình chất nâng ca xâm rạch rồi bỏ ông chào cớm lái hai kết thà khuôn chinh nhẹ chinh nhẹ khả nạ ca bà cuốt bỏ khuôn chia diêm túc thói nâng đứa tràn chiêng vầy. Kể là có thay rút ní bàn bằng hoa video bọt xâm phía rồi cả bộ cốt cả bị ngày sau để bàn như vậy thả. Rút kê nâng thương thì ra bất chỉ vay ở phía xe mặt phía mến. Bần tay rút kê mình dôl hạt ấy bàn chìa ai rút kê chẳng. Rút kê bàn như vậy thả khám yên kê là còn là chân nè thương thì ra tế. Bộ sân bảo vay mình xin lọc. Hai cô khám yên kê là còn là chóng vay chìa mùi nâng kê là có thương thì ra đấy. Bộ sân bảo vay mình xin lọc hai mình chân nè. Tụi bây chìa dàng ná video xâm phía đã rút kê bằng hòa nút. Mình dù bình mãn có trâu bàn lúc chào vinh. Bởi hai chìa rút kê mình chọn ở miên ca rồi cam rồi cốt. Hai rút kê có nâng nâu chọn tại một bà cuốt nâu xa viên sổ khám ái. Bần tò tiết bị bố rút kê miên tìm xa bà cuốt chìa bần tò nâu cam vô chìa. Tạm lý dạp thị có bà chăm xong viên tu tu chìa tờ tờ có. Giá mỹ bàn bạp thá kê xâm lăng khơi đại cô pi nẹ tiết bần tốp để chọn bà cuột. Trương khăn pi nẹ đại rụ kê chọn chuộp nụ cư kê là có trương khăn chương với nâng kê là có Brazil Tijico Teixeira đại bà cạc vay đâm nàng ao cun khám ai. Giá mỹ bà hai chì skoal chương với chú bác nâu pê đại nẹ lên cun khám ai rụp ní bàn bà kê là có thái con mừng tráng. Tạm rời dạ đồng tiết chương cặp chán ao xuân lọc nông tật tìm muối. Các bạn thường ngày tìm đậm muối khai mẹ ní cần lòng tuần nụ. Giá mỹ của bạn bà cụ đá đòi bạn bà đuôi kì là có thôn rực thí nếu không lòng tức tìm mùi đài. Trong nay kì là có thịt Diego Teixeira đài bà cả đồng nàng ôi cun khám ái cứ thật lọc vật hạt nâu bà tế thái nâng bà cụ chúc chóm nâu sang viên thầy. Đối chân này rút kế bật chìa skoal kì là có thịt Diego cho bạn nạ. Xong mình chạy thả giam mỹ thật lộn một bà cuốn nơi sân viên sổ khám ai bàm đón. Hãy không lưu chân đẹp bị đón, chanh bị đón nâng sma mà đón. Bà cuốn nơi sổ khám ai lược tìm muối chanh kì là có prung xâm náng đòi xâm lọc khăn nông tật tìm bí. Bà cuốn lược tìm bí sma bần tụ chìm muối nâng kì là có thương thị ra. Bà cuốn lược tìm bay nâng lược tìm buôn đuôn kì là có lao chân trìa. Nâu tật tì bí nâng đuôn kì là có thay rực thi khăn nông tật tì mùi. Hai chồng cõi bàn trầm chanh bần tụ kì là có thương thị ra. Bà bà mất chân đi khi chìa sạch rương tìm muối bẹp bọn chìm muối nâng sạch rương bóng bồn bà. Rồi bỏ cái lạc sổ xa mỹ đài bật tụ bây chìa kê
hầu thà mình pinh chất nó cả đo bằng tụ bỏ ông cháu crom đại cắt sẽ đây ở kia tránh nó cả bật cuột và chỉ mũi nâng cái là co ở thương thì ra có phần mến bằng tái kia nâu tại miền chất và trong màu bật cuột nâu cảm bị chia đau xùm lân khơi cái là co pi rụp đại kê ai bật cuột bán cứ cái là co chân vấy nâng cái là co thi go thay xe ra và thi go đời xa tại thì cô mà dẫn đi quạt cho chất côn khmai quạt vui đầm nang ở côn khmai rồi trên này hái cái là có thái và mà chuyển luôn có cùng pung để chư các ba chỉ xe để quan tro nó thái và để mục để ca mà chuyển luôn nó thái có cùng pung tài mình bên chất nâu cái là có thi cô đài và chẳng thế cùng pung tài tu mình tên xem rap cái là có thi cô này và quạt sọp sai côn khmai nè mà dẫn đi bóng ổn và chẳng lâu nay dương cho sai sạch rừng thì pi đại sạch rừng thì pi nín dây ông pi cà bạc cuốt sai cơ vật khá bao chung thì mùi và rồi bỏ cái là có thôn phản nất và đã xông bay tay ai đó mà đất hôn mà nát có thư vơi cà bằng ho chun bơ đôi chi bằng ho nâu cà ốp o xa tớ chẳng bố cái là có thôn phản nất đại và chẳng sai cơ vật khá bao chọc chung thì mùi hói không ai dự buôn rút bán bay bẩn tụ đầy kia khả nạ thay buôn rút sợ tệ bán mùi bẩn tụ ការប្រកួតខ្សែក្រវ៉ាត់ខារ៉ាបាវរដូវកាលថ្មីឆ្នាំ2022នេះបានចប់ជុំទី1ហើយដោយបេក្ខភាពគុនខ្មែរ4រូបសុទ្ធតែទទួលបានជ័យជំនះដោយក្រសោបបាន3ពិន្ទុដូចគ្នាខណៈបេក្ខភាពថៃ4រូបបរាជ័យដូចគ្នារកបានត្រឹម1ពិន្ទុប៉ុណ្ណោះការប្រកួតសប្តាហ៍ទី2ក្នុងជុំទី1កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែមីនាកន្លងទៅនេះអធនផនិតបាទរកបាន3ពិន្ទុ ទាំងលំបាក់បន្ទាប់ពីតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញជាមួយនឹងដៃគូកំពុះខ្ពស់ភេទជាភូមិ5ទឹកពេញប៉ុន្តែរូបគេទទួលបានជ័យជំនះដោយពិន្ទុចំណែកកីឡាករសេកកំសាន្តក៏ទទួលបាន3ពិន្ទុទាំងលំបាក់ដែរបន្ទាប់ពីប៉ះដៃគូសម្រុកចូលវ៉ៃគឺកីឡាករថាលេងើនយ៉ាងណាមិញកីឡាករគុនខ្មែររូបនេះចេញបានច្រើនចំគោលដៅហើយចៅក្រុមកាត់សេចក្តីឲ្យឈ្នះដោយពិន្ទុ សូមបញ្ជាក់ថាកាលពីការប្រកួតសប្តាហ៍ទី1ក្នុងជុំទី1អ្នកលេងគុនខ្មែរពីរូបសិតតែផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់ដើម្បីទទួលបាន3ពិន្ទុដូចគ្នាគូបើកឆាកខ្សែក្រវ៉ាត់ថ្មីហុងសុវណ្ណចាន់សុធីបានចំណាយត្រឹមតែ2ទឹកប៉ុណ្ណោះដើម្បីផ្ដួលកីឡាករថៃអ៊ីនស៊ីណយឲ្យបោះបង់ចោលការប្រកួតស្របពេលដែលពេជ្របុណ្ឌិតប្រើពេលមិនដល់3ទឹកផងទើបអាចផ្ដួលកីឡាករ លាវ៉ាន់ឲ្យសន្លប់តារាងពិន្ទុប្រចាំសប្តាហ៍ទី2ជុំទី1កីឡាករហុងសុវណ្ណចាន់សុធីមាន3ពិន្ទុកីឡាករពេជ្របុណ្ឌិតមាន3ពិន្ទុកីឡាករថុនផនិតមាន3ពិន្ទុកីឡាករសេកកំសាន្តមាន3ពិន្ទុសម្រាប់កីឡាករថៃទាំងមានរូបគឺមានត្រឹម1ពិន្ទុដូចគ្នាក្នុងនោះមានកីឡាករថាលេងើនកីឡាករភេទផាយភូមិកីឡាករលាវ៉ាន់ កីឡាករអ៊ីនស៊ីណយបាទប្រិមត្តចឹងនេះគឺជាសាច់រឿងរបស់កីឡាករធុនផនិតតេតិនជាមួយនឹងការប្រកួតជុំទី1បាទដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់បាទខារ៉ាបាវរដូវកាលថ្មីឆ្នាំ2023បាទយើងឃើញថាកីឡាករ4រូបបោះកម្ពុជាយើងទទួលបានទទួលបាន3ពិន្ទុដូចគ្នាបាទក្នុងនោះឈ្នះ2 ឈ្នះផ្ដួលដៃគូសន្លប់2និងផ្ដួលឈ្នះពិន្ទុ2បាទទៅលើកីឡាករថៃបាទអញ្ចឹងទេគឺថាម្សិលមិញនេះបាទឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតក៏ធ្វើការបង្ហោះបាទនៅការអបអរសាទរដល់កីឡាករធុនផនិតដែលទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករថៃហើយទទួលបាន3ពិន្ទុបាទទទួលបាន3ពិន្ទុ ຈັ່ງເຕະຄືຊິເລື່ອງກະຫາວ່າອາຈາມួយສໍາລັບກະລາກໍທົນພະນັດປະຕູໃບຊິຍັງດັງໃຫ້ບາມັນແມ່ນແຕ່ທົນພະນັດມួយເດແຕ່ຖືການປະກວດຫັດອີ່ບານຊິໃຫ້ດອມຫຸນມະນາດບາໃຫ້ດອມບັນດິດທົນມະນາດກໍຖືການບັງຮໍບາອອບອໍສາຕໍສໍາລັບກະລາກໍທົນພະນັດ បាទគណៈដែលកីឡាករកម្ពុជាយើងបាទមានដូចជាសេកកំសាន្តបាទមានដូចជាកីឡាករផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើការប្រកួតបាទដែលធ្វើការប្រកួតកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបាទគឺថាមានឈ្នះច្រើនដែរបាទបងប្អូនបាទតែយ៉ាងណាមិញសម្រាប់កីឡាករធុនផនិត
Adam bật đất hôn mà nái có quận lược bà có đôi chia thư ca bằng hoa chia xa thì nạn nó không phải lâu ca rồi bỏ quạt bà bẹp bọn chỉ mùi nâng chê chùm nè hay rồi bỏ kê là có thôn phản nật bà chẳng phải mất xâm rạp video này có xong mình chọc tạp bắn này hay có xong mình chia sẻ rồi có một hộ chứ không xâm rạp cả thật bài rồi bỏ kê nhầm bạn nào bên này xâm bạn xong một cuốn xong chùm điệp liền.